Đây là cái video nó sẽ được chỉ một cái cảnh review bảo lộc về một cái cây cầu gỗ tại Hồ Cải Bản. Mọi người có thể đến Hồ Cải Bản, sau đó sẽ thấy có một cái cây cầu gỗ khá là đẹp đấy mọi người. Cây cầu gỗ này có từ rất lâu mà, tuy nhiên gần đây nó trở nên khá là hot vì những cái hình ảnh quá đẹp. Đặc biệt là cái hình ảnh cái cầu gỗ ở Đà Lạt ấy, đã bị đóng cửa. Chính vì thế cái cây cầu gỗ ở Hồ Cải Bản Bảo Lâm Đồng trở nên hot. Cái cầu gỗ này thì được khai thác khá là lâu rồi, nên nó cũng có cái dấu ảnh của thời gian nha mọi người. Cái cầu này thì chỉ đi xe máy qua được thôi, còn xe ô tô là không thể qua được. Bên phía bên kia có một cái rừng thông rồi, mọi người có thể cắm pin cắm trại bên đó, khá là thú vị, không thua kém gì Đà Lạt đâu mọi người. Đây là những cái hình ảnh về cái cầu gỗ. Đó, hàng ngày thì mọi người vẫn đi qua đi lại bằng xe máy bình thường nhé. Cái này bay lái tàu cam khá là đẹp luôn. Ở phía bên kia là cái hồ Cải Bản kìa mọi người.